Ô tô Cũ Đoàn Nghị kính chào cô dì chú bác, quý vị anh chị em. Hôm nay em lại tiếp tục lên sàn một dàn xe Toyota, một dàn xe quốc dân hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe Toyota Vios hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất của em đưa lên. 245 mẫu xe Toyota hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe hãy cứ nhấc máy lên alo cho em các bác nhé. Và trước màn hình nhỏ của quý vị các bạn, đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015. Năm con này thì đồng giá 335 triệu đồng một chiếc. Đấy, đồng giá các bác nhá, 335 triệu đồng một chiếc, sản xuất 2015. Bản EAC. Vâng, bản EAC la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Đấy, 5 mẫu xe Toyota. Trước mang biển kiểm soát 15A19487. Đấy, sơn xi thì màu đen xịn sò. Đấy, một mẫu xe bản sedan hai đầu thương hiệu của Nhật Bản này. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế, không hỏng hóc, đăng kiểm dài miên man đến tận tháng 4 năm 2023. Xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện, nội thất rất là tươi. Vâng, màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhá. Bô lăng 3 chấu, 2 túi khí an toàn. Một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá bản e xịn luôn. Đấy, 5 con đồng giá 335 triệu đồng một chiếc. Đấy, 5 con. Đấy, 5 con Toyota. Đấy, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Nội thất rất là tươi. Đấy, nội thất rất là tươi, lốp dép thì khá là dày dặn, phanh đĩa 4 bánh luôn. Sơn xi thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, tay lắm mở cửa ốp inox mạ chrome. Vâng, hệ thống đèn phanh của xe các bác này rất là đẹp các bác nhá, máy ngầm thì lại chất luôn. Đấy, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là ổn định. Đấy, không hay ở mặt, một chủ dùng từ đầu luôn. Đấy, phanh đĩa xăng ăn 6 lít trên 100 cây số. Đấy, 6 lít trên 100 cây số, một mẫu xe phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, Toyota. Vâng, bản sedan hai đầu, máy ngầm đại chất, côn số ngon, máy số ngon, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Vâng, một mẫu xe Toyota máy gầm thì ok luôn. Sau đây em sẽ test gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác này. Đó, gầm bệ của nó rất là chắc chắn các bác nhá, rất là chắc chắn luôn, không hề có hiện tượng mục mòn này. Lốp dép thì rất là dày dặn. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota là một mẫu xe quốc dân. Toyota thì đứng đầu bảng các bác nhá, đứng đầu bảng bán chạy nhất luôn. Bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam mình. Và trước mang biển kiểm soát 15A, vâng, 19322. Đấy, cũng năm sản xuất 2015. Đấy, năm trước cái 2015 đồng giá các bác nhá, đồng giá. Đồng giá là 335 triệu đồng một chiếc. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm một trong năm mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng bên em, cứ nhấc máy lên alo cho em. Vâng, alo trực tiếp cho em các bác nhé. Đấy, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Bác nào mà quan tâm một trong năm mẫu xe này hoặc không đến trực tiếp bãi xe được của em thì cứ alo cho em, cọc cho em khoảng 2-3 triệu làm phí lộ lên được. Em sẽ ship cho người ship xe, đánh xe đến tận nhà cho các bác xem xe, test xe tại nhà các bác luôn. Đăng kiểm thì còn đến tháng 4 năm 2023. Vâng, phí đường bộ thì còn đến tháng 10 năm 2022. Đó, nội thất kìa, nội thất thì rất là đẹp luôn. Màn hình Android cam nồi, 2 túi khí an toàn, khóa khiển đầy đủ luôn các bác nhé. Phần hệ thống táp đi cánh cửa các bác này. Con này thì biển 15 đuôi 22 các bác nhé. Các bác nhớ cái biển số.
đấy, nhớ biển số alo cho em. Đấy, con nào thì em sẽ quay chi tiết đấy. Con nào em quay chi tiết từng chiếc một rồi các bác nhá. Đấy, nội thất rất là tươi. Vâng, chỉ với 335 triệu đồng một chiếc. Đấy, các bác mua về sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Đấy, dòng Toyota máy móc của nó rất là lành. Đồ đạc thì rất là dễ thay thế, không thay đổi khoảng các bác nhá. Đấy, dòng này thì nó là đứng đầu bảng rồi. Đấy, máy gầm thì ok luôn. Đấy, con này biển kiểm soát đuôi 22 các bác nhá. 19322 này, con này 19487 nha. Đấy, các bác nhớ cái biển số nhá, rồi alo cho em. Sau đây là phần gầm của xe các bác này. Đấy, các bác xem test gầm này. Gầm bệ thì khá là chắc chắn luôn. Đấy, khá là chắc chắn các bác nhá, rất là chắc chắn luôn, không hề bùng mọt luôn. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, bao phượng đỏ các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm một trong năm mẫu xe quốc dân. Đấy, mẫu xe lồi lồng cối đá, sản xuất 2015. Đấy, cứ alo cho em Nghị. Đấy, các bác xem này, nội thất rất là tươi mới quá nhá, táp ly cánh cửa vẫn còn gai sần luôn. Đấy, máy gầm đại chất, côn số ngon. Vâng, máy số zin các bác nhá, máy số zin luôn. Gương kính chỉnh điện này, hộp xe nguyên bản này, màn hình canon, màn hình Android. Đấy, dạng 9 inch các bác nhá. Đấy, âm thanh thì cực là phê luôn. Đấy, ốc áp bản lề chưa hề đậm thêm KDM hết. Đó, các bác xem và cảm nhận các bác nhá. Bây giờ bác nào mà quan tâm một trong năm mẫu xe này, đấy, thì alo cho em đi. Sơn xi màu đen xịn sò nguyên bản theo xe luôn. Và trước tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 15A. Vâng, 58790. Đấy, sản xuất 2015. Vâng, 2015 hết các bác nhá. Đấy, 5 con 2015 hết, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Đấy, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm một trong năm mẫu xe Toyota này, alo cho em. Con này thì chưa được lên màn hình. Đấy, con này trên lên màn hình cam nồi trên gương thôi. Đấy, đầu đài vẫn còn nguyên bản theo xe, gương kính chỉnh điện và cụp xe. Bệ bậc lên xuống thì đã được ốp inox mạ chrome. Đấy, nội thất này rất là tươi luôn. Phanh đĩa bùn bánh quá nhá, túi khí ABS này, lắp ốp bình xăng đã được ốp inox mạ chrome. Vâng, bản sedan hai đầu, động cơ chỉ với 1.5. Đấy, sau đây em sẽ test gầm cái con biển đuôi 90 để cho các bác xem này. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe này. Đấy, gầm bệ khá là chắc chắn luôn các bác nhá, không hề mọt các bác nhá. Đấy, la răng đúc phanh đĩa bùn bánh này. Con này thì đuôi 90. Đấy, biển kiểm soát thì 15A 58790. Đấy, các bác nhớ biển số và alo cho em các bác nhá. Đấy, nhớ kỹ lên cái biển số và alo cho em. Đấy, sơn xi này. Đấy, sơn xi bóng quẩn ok rồi. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe Toyota. Đấy, Toyota thì hôm vừa rồi em về khoảng 20 con các bác nhá, 20 con. Đấy, hôm nay em tổng hợp chỉ có 5 con này đời 2015 thôi. Đấy, tổng hợp 5 con này thôi các bác nhá. Đấy, nội thất này rất là tươi. Con này thì chưa được độ lên màn hình. Con này thì màn hình chỉ cam nồi trên gương thôi. Đấy, còn gương kính chỉnh điện cục xe nguyên bản luôn. Và trước 15A, vâng, 19429 các bác nhá. Đấy, sơn xi màu đen. Đấy, máy gầm thì không phải bàn rồi. Đấy, máy số zin, 5 con này máy số zin cả các bác nhá. Đấy, 5 chiếc này là máy số zin cả luôn. La răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh các bác này. Đấy, la răng đúc phanh đĩa 4 bánh rồi các bác nhá. Đấy, con này thì đã được độ lên màn hình Android rồi. Đấy, màn hình Android này, nội thất này rất là ok luôn, rất là tươi các bác nhá. Đấy, con này thì đã được full đồ chơi, màn hình Android rồi. Hai túi khí an toàn, vô lăng ba chấu này. Đấy, đều sơn màu đen xịn các bác nhá, màu xịn sò luôn. Không đổi màu, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2023. Vâng, 5 mẫu xe Toyota hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm một trong năm mẫu xe này, đấy, hãy cứ nhớ lấy biển số alo cho em. Đấy, cặp cho em khoảng 1-2 triệu.
đấy, 2-3 triệu gì đó. Em sẽ đánh xe, ship xe đến tận nhà, tận giường cho các bác luôn. Và trước đây là một mẫu xe biển kiểm soát Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ 15A 19323. Sơn si thì màu đen, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Đấy, giá tiền thì trước này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Đấy, màn hình cam nồi, màn hình Android, gương kính chủ nhiệm và cụ xe. Vâng. Đấy, nội thất thì con này thì nội thất thì ghế da thì mới bọc lại mới tinh các bác nhá. Đấy, bọc lại mới tinh rồi, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đấy, sơn si màu đen xịn sò. Vâng, một mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đầu người đá các bác nhá. Máy gầm đại chất, côn số ngọt. Đấy, 5 mẫu xe. Đấy, sản xuất 2015. Vâng. Đấy, giá tiền thì chỉ với 335 triệu đồng một chiếc. Đấy, 335 triệu đồng một chiếc các bác nhá. Bác nào mà quan tâm đến một trong 5 mẫu xe Toyota Innova, Vios các bác nhá, Toyota Vios hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau.